đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ. Diệp Bắc Minh tập 114 khi giọng nói cửa Tô Cuồng vang lên, sát trận đã thật sự được kích hoạt. Ầm, trong nháy mắt, tiếng hét giết chóc điên cuồng vang lên làm rung chuyển cả một góc trời. Một chiến trường thượng cổ xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, sức mạnh của trận pháp hóa thành trăm vạn đại quân tấn công Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, không phải mày giỏi đánh đấm lắm sao? Thử đánh với trăm vạn đại quân của tao xem L, Tô Cuồng đứng bên ngoài sát trận. Hắn ta giống như quân vương giơ tay chỉ huy. Hàng trăm vạn binh sĩ mặc chiến giáp, mang theo sát ý ngập trời xông tới. Mày thật sự đã chạm vào sư tỷ của tao. Họ thật là đang ở trong tay mày. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, giống như một con dã thú khát máu. Tô Cuồng cười, nói thừa. Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Bọn họ, rất tuyệt đấy. Hơn nữa, lại là gái còn trinh. Tên nhóc nhà mày chưa dùng qua à, tao giúp mày thưởng thức trước rồi. Khóe miệng hắn ta nhếch lên nụ cười chơi đùa, giễu cợt, mỉa mai. Chỉ vài câu ngắn ngủi, mày phải chết, Diệp Bắc Minh không nhịn được nữa, lửa giận bùng cháy. Thủy tổ ma đao xuất hiện trong tay anh, điên cuồng lao về phía Tô Cuồng. Ngăn hắn lại, giọng nói lạnh lùng của Tô Cuồng vang lên, đại quân đồng thời tiến lên, trận pháp nháy mắt trở nên sục sôi. Tuy chỉ là một đội quân được biến ra bằng năng lượng, nhưng lại không khác gì chiến trường thật sự. Một kiếm chém ra, máu chảy thành sông. Diệp Bắc Minh giống như một sát thần giết ra một con đường máu. Mặc dù bị sát trận ngăn cản, nhưng Tô Cuồng có thể cảm nhận được khí tức không hề thay đổi của anh. Thằng danh này đúng là một con dã thú. Vậy mà có đủ dũng khí một mình đối mặt với đại quân trăm ngàn người. Nếu Tô Cuồng biết được, Diệp Bắc Minh từng giết chết mấy chục triệu người trong một ngày, chắn hắn cũng sẽ không thấy kinh ngạc nữa. Trước những cuộc giết chóc hàng loạt, Diệp Bắc Minh tuyệt đối có đủ tư cách được gọi là sát thần. Ngay khi đó, Diệp Bắc Minh đã giết ra một con đường máu. Xương máu bao trùm lên xung quanh cơ thể, trên đầu ngưng tụ thành một con huyết long dữ tợn. Đã giết đến rìa của sát trận, cả đội quân cũng không thể ngăn cản anh. Ánh mắt Tô Cuồng nheo lại, trong tay xuất hiện một thanh long đằng kiếm, chém vào hư không. Ầm ầm, bầu trời trên trận pháp, một đạo kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, giáng xuống như sấm sét. Thủy tổ ma đao trong tay Diệp Bắc Minh cũng chém vào hư không, huyết long được phía sau phá không lao lên, há cá miệng đầy máu. Vậy mà nuốt gọn kiếm khí vạn trượng kia. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh xoay người, đấm một đấm về phía lồng ánh sáng của trận pháp. Rắc rắc, lồng ánh sáng vậy mà lại xuất hiện một vết nứt. Tim Tô Cuồng hồi hộp, cả người cứng đờ, trận pháp này có thể giết chết cảnh giới đạo tổ, sao mày có thể đấm vỡ nói. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nói, giết chết được đạo tổ, nhưng không giết chết được Diệp Bắc Minh tao. Xoạt, anh đưa tay chộp lấy, mạnh mẽ xét nát lồng ánh sáng. Tiến lên một bước, gần như ngay lập tức đứng trước mặt Tô Cuồng. Gay rồi, trái tim Tô Cuồng sợ hãi đến ngừng đập, tay chân luống cuống vung kiếm chém ra. Phụt, máu bắn tung tóe. Diệp Bắc Minh vậy mà dùng một tay nắm lấy kiếm long đăng, dùng xương tay nắm chặt lấy. Tô Cuồng dùng hết sức muốn chém nứt tay Diệp Bắc Minh, nhưng lại phát hiện không thể cựa quậy dù chỉ nửa phân, làm sao có thể chứ? Kiếm long đăng là thứ tao có được ở di tích thượng cổ, còn từng dùng nó giết chết ba người ở cảnh giới đạo quân. Vậy mà lại không chắt đứt được tay của mày. Loại đả kích này, giống như muốn dọa cho trái tim của Tô Cuồng nổ tung. Một đấm lao đến, hung hãn nhắm vào đan điền của Tô Cuồng. Phụt, Tô Cuồng cố gắng hết sức chống cự, nhưng căn bản không thể ngăn cản được một đòn này. Đan điền của hắn ngay lập tức nổ tung, trên bụng xuất hiện một cái lỗ đáng sợ. Trực tiếp phế rồi, mày thật sự động vào sư tỷ của tao rồi. Tiếng gầm trong cổ họng Diệp Bắc Minh vang lên như tiếng dã thú, 13 cây châm bạc hạ xuống. Đây là thứ gì? A, à, Tô Cuồng cảm giác được một cơn đau đớn trước nay chưa từng có, còn khủng khiếp hơn việc đan điền bị nổ tung. Giống như hàng tỷ ác quỷ kéo xuống 18 tầng địa ngục vậy. Lại giống như lăn lộn trên núi đao, bị ném vào chảo dầu nóng. Máu thịt trên người hắn ta giống nhỉ bị hàng tỷ con dã thú gặm rỉa. Anh Diệp, tôi sai rồi, tha cho tôi đi mà. Tôi nói đùa với anh thôi, cầu xin anh, trực tiếp giết tôi đi. Tôi chưa chạm vào sư tỷ của anh mà. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu khát máu, đã như vậy, tại sao mày có hình của bọn họ? Cho tao một lý do, nếu không, tao có cách khiến mày đau đớn hơn vạn lần. Tô Cuồng thật sự sợ rồi, nếu cho hắn một cơ hội nữa, hắn ta tuyệt đối không dám khiêu khích đến Diệp Bắc Minh. Thủ đoạn của chính mình, trong mắt anh không khác gì chuyện cười của đứa trẻ 3 tuổi. Anh Diệp, tôi thật sự không hề biết sư tỷ của anh, thậm chí cũng không biết mối quan hệ của họ với anh là gì. Tôi chỉ tình cờ gặp bọn họ một lần,
lúc đó bọn họ cầm theo chân dung của anh đi hỏi thăm khắp nơi, vì vậy tôi đã vẽ lại. Tôi đoán họ có liên quan tới anh, thế nên hôm nay mới thử dùng nó để lừa anh đến đây. Thật ra, tôi đến một sợi tóc của họ còn chưa chạm đến, Tô Cuồng kêu lên giải thích. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dịu đi phần nào, sát khí trong mắt dần dần biến mất. Mày đã nhìn thấy họ ở đâu? Ở gần hồ Hỗn Độn Long, anh Diệp, nếu anh không tin thì có thể dùng siêu hồn kiểm tra. Tô Cuồng vì muốn sống sót, vậy mà lại chủ động đề nghị Diệp Bắc Minh dùng siêu hồn. Phải biết rằng, nếu trong quá trình siêu hồn xảy ra bất kỳ sự cố nào, võ giả đó sẽ trực tiếp biến thành một kẻ đần độn. Bược, Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, trong mắt bắn ra một tia huyết quang. Nó xuyên qua mi tâm của Tô Cuồng, trực tiếp đi thẳng vào nơi sâu thẳm trong thần niệm của hắn. Quả nhiên, một hình ảnh xuất hiện. Trên mặt nước đen tuyền vô tận, có hai người đẹp tuyệt thế cầm trên tay cùng một bức hình, không ngừng hỏi thăm về tung tích của người trong tranh. Người trong ảnh đó không ai khác chính là Diệp Bắc Minh. Hai người đẹp đó cũng chính là Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu. Anh Diệp, hai vị sư tỷ của anh quá xinh đẹp, lúc đó đã gây ra náo động lớn, rất nhiều nam tử nghĩ cách muốn chiếm được họ. Đáng tiếc, có một bà lão luôn trông chừng họ, nên không có bất kỳ ai dám ra tay. Giọng nói của Tô Cuồng vang lên. Lúc này, Diệp Bắc Minh mới chú ý đến trong ảnh có một bà lão tầm 50 tuổi. Lưng hơi còng, trong tay cầm một chiếc nạng vô cùng bình thường. Cho dù là trong hình ảnh ký ức của Tô Cuồng, Diệp Bắc Minh vừa nhìn qua, cũng cảm thấy người này sâu không thể dò. Đồng thời, bà lão đó quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Diệp Bắc Minh. Trong giây phút hai người chạm mắt nhau, thân thể Diệp Bắc Minh khẽ run lên, chuyện gì vậy? Bà ta đang nhìn mình sao? Sao có thể chứ? Đây là hình ảnh trong ký ức của Tô Cuồng, bà ta lại có thể biết được sự tồn tại của mình. Giọng nói nghiêm nghị của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, phép tắc thời gian. Đây là phép tắc thời gian. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, sự hiểu biết của người này về phép tắc thời gian, đã đạt tới cảnh giới thành thục hoàn mỹ. Bà ta có thể đoán trước được, hôm nay cậu sẽ thăm dò tất cả, thế nên mới nhìn của trời ơi, Diệp Bắc Minh tâm thần chấn động. Giây tiếp theo. Bà lão vậy mà lại mở miệng, giọng nói bình tĩnh, cậu chính là Diệp Bắc Minh, hai nhà đầu này không tồi. Lão thân đưa họ đi bồi dưỡng, mọi mối quan hệ trước đây đều không còn giá trị. Nhớ lấy, đừng đến làm phiền chúng ta, nếu không cậu sẽ phải hối hận. Diệp Bắc Minh khế cau mày, bà là ai? Dựa vào đâu có thể quyết định thay sư tỷ của tôi? Bà lão không trả lời, cảnh tượng lại khôi phục như bình thường. Sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm, đột nhiên, nhãi con. Đi chết đi, Tô Cuồng tàn nhẫn gầm lên một tiếng, một luồng sức mạnh thần hồn cực kỳ khủng bố liền càn quét tới. Ngay lập tức, thần hồn của Diệp Bắc Minh giống như người chết đuối bị níu chân kéo. Thẳng xuống vực sâu vạn dặm. Tô Cuồng, mày muốn chết sao? Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi. Ha 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 ha, đồ ngu, ông đây kêu mày siêu hồn mày cũng siêu hồn thật à? Tô Cuồng phá lên cười đầy hưng phấn, tao quên nói với mày, là tu vi của tao tuy rằng chỉ là hợp đạo sơ kỳ. Nhưng sở trường của ông đây chính là thần hồn. Sức mạnh thần hồn của tao đã vượt qua cảnh giới đạo tổ bình thường. Mặc dù mày phá hủy đan điền của tao, nhưng thân thể này cũng mày đúng là không tồi. Mọi thứ của mày tao đều muốn. Chết đi, thần hồn của Tô Cuồng điên cuồng lao ra. Ngược dòng mà vươn lên. Ồ, Diệp Bắc Minh dửng dưng phun ra một chữ. Anh trực tiếp từ bỏ phản kháng. Để mặc cho thần hồn của Tô Cuồng xông vào trong tâm trí mình. Tô Cuồng cười khoái chí, nhãi con. Biết sức mạnh thần hồn không địch nổi lên từ bỏ giấy giụa rồi phải không? Võ đạo của mày lớn mạnh thì đã thế nào? Mày là luyện thể giả thì đã sao? Cuối cùng vẫn phải chết trong tay ông đây đấy thôi. Thần hồn của Diệp Bắc Minh vẫn không chút dao động. Tài khoảnh khắc Tô Cuồng chuẩn bị chiếm lấy thì. Một tòa tháp đen kịt chợt sừng sững hiện ra trước mắt, giống như một rãnh trời chắn ngang trước người hẳn ta. Tiếng cười lạnh lẽo của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, là ai cho ngươi lá gan đó? Muốn cướp đoạt cái gì trước mặt bổn tháp, hừm, vừa dứt lời, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thậm chí còn chưa ra tay thì Tô Cuồng đã hét lên một tiếng thảm thiết, thần hồn của hắn trực tiếp bị tách rời khỏi thân thể của Diệp Bắc Minh mà trở về cơ thể của mình. Á, ai đó, ông là ai, trong cơ thể mày vậy mà còn một thần hồn khác, sao có thế, a, à, thần hồn của Tô Cuồng bị tổn thương nặng nề, sợ hãi kêu rên. Hắn ta cuối cùng cũng biết được tại sao Diệp Bắc Minh lại không phản kháng rồi. Diệp Bắc Minh vươn tay, phẩy nhẹ một cái ngón tay của Tô Cuồng liền gãy la. Nhẫn chứa vật liền bay vững vàng rơi xuống lòng bàn tay anh. Giây tiếp theo, nắm ngón tay nắm lấy không khí,
kiếm long đằng liền bay vào trong tay An Hi, tiếng rồng gầm nhàn nhạt vang lên. Bên trong còn có một thanh kiếm linh, cũng không tồi đó chứ, Diệp Bắc Minh nheo mắt đánh giá, cấp bậc của thanh kiếm này vậy mà không thua kém gì thủy tổ ma đao. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, để kiếm Càn Khôn Chấn Ngục cắn nuốt nó đi, có thể khôi phục sức mạnh thần hồn của kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, ôm trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Đang lúc anh lấy ra kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, thì tiếng cười của Tô Cồng lại vang lên, ha ha ha, Diệp Bắc Minh à, mày không thẳng, mà tao cũng chẳng. Thoát nếu không phải trong cơ thể mày còn một thần hồn khác thì người chiến thắng cuối cùng nhất định sẽ là Tô Cuồng tao. Thanh kiếm này tên là Long Đẳng, là binh khí thượng cổ tao lấy được từ biển Hỗn Độn Long, đúng là hời cho mày mà. Ha ha, Diệp Bắc Minh khinh miệt cười nhạt, cũng lười phải giải thích với hắn ta. Anh giơ tay lên, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục liên xuất hiện. Khi kiếm Càn Khôn Chấn Ngục hiện diện, kiếm Long Đẳng vậy mà run lên dữ dội, kiếm linh bên trong hóa thành một con rồng vàng vọt ra ngoài hòng trốn thoát. Chạy đi đâu, tiếng quát non nớt của kiếm Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Một con huyết long lao tới như một tia chớp, nuốt trọn kiếm linh của kiếm long đằng ngay tại chỗ. Ánh sáo bao quanh kiếm long đằng trong chốc lát liền u tối hẳn đi. Cái này, làm sao có thể? Giọng điệu của Tô Cuồng không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Hắn kinh hãi nhìn chăm chăm thanh kiếm trong tay Diệp Bắc Minh, hai mắt gần như lồi ra, hơi thở thật mạnh mẽ, sức mạnh cũng thật lớn. Sao trước đây chưa từng thấy mày sử dụng thanh kiếm này? Nếu ngay từ đầu mày dùng nó, phòng chừng đã không xảy ra những chuyện phía sau rồi. Giọng Tô Cuồng run run, nỗi tuyệt vọng ôm trọn lấy trái tim hắn ta. Ha 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 ha, nếu như không có mày, thì Tô Cuồng tao chắc chắn sẽ là nhân vật chính của thời đại này. Là do Tô Cuồng tao xui xẻo sinh cùng thời với mày. Tô Cuồng nằm bệt xuống đất, nước mắt ứa ra, Diệp Bắc Minh, tao cầu xin mày một chuyện, đừng chạm tới Giang Tiên Nhi, thật đó. Đừng chạm vào cô ấy. Tao vốn dĩ không có quan hệ gì với cô ta, là do mày nghĩ nhiều rồi, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cảm ơn, cảm ơn. Tô Cuồng vui mừng khôn xiết, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ánh sáng trong con ngươi hắn ta dần dần tiêu tan, biến thành sự im lặng chết chóc, trở lại cửa tiệm của Dị Hỏa Tông tại thành Thiên Giai. Ngoài La Thiên, Vương Quỳnh, Tê Vạn Hạc thì còn có cả Hướng Ly Ly. Sao cô lại tới đây? Tôi đương nhiên là tới để gặp vị tiền bối cảnh giới đạo tổ rồi. Hướng Ly Ly mỉm cười, sao nào, tôi không nên đến à? Nói đoạn cô ta còn quét mắt liếc Vương Quỳnh với vẻ thù địch, cô không phải là không thích Hi Thủy sao? Sao giờ lại thân thiết với anh ta như vậy? Cô Hướng hiểu lầm rồi, tôi và anh Diệp chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đúng, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu, nụ cười của Vương Quỳnh có chút cứng ngắc, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một chút mất mát. Phù, vậy thì tốt, Hướng Ly Ly cười khúc khích, anh chàng này dường như không hiểu lắm về phụ nữ. Người ta nói là bạn bè bình thường, thì anh có thể nói bản thân là bạn bè bình thường sao? Xem ra anh ta thực sự không có hứng thú gì với Vương Quỳnh. Diệp Bắc Minh tất nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Anh nhìn mọi người nói, đúng rồi, mọi người có biết hồ Hỗn Độn Long không? Biết, điều đáng ngạc nhiên là mọi người gần như đồng thời gật đầu. Anh tìm hồ Hỗn Độn Long làm gì? Hướng Ly Ly thắc mắc. Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Bắc Minh, tìm người, Diệp Bắc Minh dứt khoát nói ra mục đích, Hướng Ly Ly càng thêm tò mò, vị trí của hồ Hỗn Độn Long rất đặc biệt, nó nằm ở bên trong một vết nứt không gian hư vô. Vết nứt này cũng chẳng tầm thường mà có ngàn vạn khe hở, làm cho những thế giới tương đồng như thế giới bản nguyên có thể thông qua hồ Hỗn Độn Long tương tác với nhau. Nghe nói không gian trong hồ Hỗn Độn Long là do các thế giới xảy ra chiến tranh kinh thiên động địa tạo thành. Do đó khoảng không gian này vẫn luôn ở trạng thái nứt vỡ. Sau này không biết vì sao trong vết nứt xuất hiện dòng nước đen vô tận tràn ngập vết nứt không gian. Những dòng nước đen này rất kỳ lạ, những người tu võ bình thường bị nhiễm phải sẽ mất hết sức lực, nếu rơi vào trong sẽ không thể ra ngoài. Muốn tiến vào hồ Hỗn Độn Long cần phải có một loại thuyền đặc biệt. Thuyền gì? Hướng Ly Ly mỉm cười lắc đầu, đừng nhìn tôi, nhà tôi không cớ. Diệp Bắc Minh chuyển hướng sang Vương Quỳnh, đừng nhìn cô ấy. Nhà họ Vương cũng không có đâu, Hướng Ly Ly kiêu ngạo nói. Vương Quỳnh cười khổ gật đầu. Đúng lúc này, một ông già mặc áo xanh bước vào sảnh lớn của cửa hàng, gương mặt đong đầy nét cười, nói với Diệp Bắc Minh, chào cậu Diệp, tôi tới từ nhà họ Giang. Cô chủ Tiên Nhi nhà chúng tôi tổ chức yến tiệc ở Lầu Thiên Kiêu, mời cậu nể mặt tới đó kết bạn một phen. Hướng Ly Ly mặt đầy cảnh giác, Giang Tiên Nhi, cô ta muốn làm cái gì? Ông già áo xanh mỉm cười, là muốn kết bạn với cậu Diệp.
hơn nữa lão phu vừa nghe nói hình như cậu Diệp muốn tới hồ hỗn độn long gì đó phải không? Nhà họ Giang tôi có thuyền có thể đi vào hồ hỗn độn long. Nếu cậu Diệp tới gặp cô chủ Tiên Nhi, cô ấy nhất định sẽ rất vui lòng cho. Cậu mượn thuyền, trong lòng Diệp Bắc Minh dao động, đang định đồng ý thì hướng Lily thấy vậy, có chút gấp gáp chen lời, này. Anh có còn muốn tinh huyết của y thủy hay không? Ông lão áo xanh cười khan, cô chủ Tiên Nhi nhà chúng tôi mang thể nguyệt thần, một khi kết hợp với đàn ông sẽ giúp cho thiên phú và cảnh giới của anh ta tăng lên cực nhiều. Cậu Diệp, cô chủ Tiên Nhi thực sự rất ngưỡng mộ cậu. Thứ nhà họ Sở có thể cho, nhà họ Giang chúng tôi cũng không thiếu, thứ nhà họ Sở không có, nhà họ Giang cũng có thể đưa. Phiền ông quay về nói với tiểu thư nhà mình, lần sau nhất định tôi sẽ đến. Diệp Bắc Minh nói với lão giả áo xanh một câu, sau đó nhìn về phía hướng Lily, chúng ta đi thôi. Hướng Lily mỉm cười rạng rỡ, khiêu khích nhìn lão giả kia một cái. Hai người nhanh chóng rời đi. Lầu Thiên Kiêu, phòng chữ địa số 1, Giang Tiên Nhi trang điểm xinh đẹp, mặc một chiếc váy dài trắng không tì vết. Cô ta vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, được mệnh danh là mỹ nữ số 1 của 72 đảo Thiên Giai. Hôm nay, vì muốn mời Diệp Bắc Minh ăn cơm, còn đặc biệt trang điểm, trông lại càng xinh đẹp động lòng người hơn. Thiên Nhi, hôm nay cô thật xinh đẹp quá đi. Ha ha ha, người phụ nữ xinh đẹp như thế này, Diệp Bắc Minh chắc chắn sẽ mê mệt đến chết mất. Tìm đàn ông phải tìm người giỏi nhất, đàn ông của chị em chúng ta ai mà không phải đứng nhất cuộc chiến thiên giai chứ. Năm đó chúng ta đặt kỳ vọng rất lớn vào tên Tô Cuồng đó, ai mà biết tên phế vật ấy chỉ xếp hạng thứ hai. Tiên Nhi đợi hắn ta cả trăm năm. Đến khi hắn gặp được Diệp Bắc Minh, đến dũng khí ra tay cũng không có. Ha ha ha, thật là buồn cười chết mất. Nghe nói lúc Tô Cuồng bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang, hẳn ta vẫn rất lưu luyến, vẫn diễn vai người đàn ông thâm tình kia. Xung quanh bàn ăn, có vài người phụ nữ thân thể yêu kiều vừa vừa đùa vừa nói. Ngồi bên cạnh họ, đều là những chàng trai trẻ. Những người này trước đây đều đứng đầu trong cuộc chiến thiên giai, nhưng bây giờ lại núp dưới váy đám phụ nữ. Khuôn mặt Giang Tiên Nhi lãnh đạm, đừng có nhắc đến cái tên Tô Cuồng ấy nữa, mất cả hứng, tôi và hắn ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi. Đợi lát nữa khi anh Diệp đến, vẫn mong các chị em biểu hiện tốt một chút. Cố gắng để anh ta trực tiếp gia nhập nhà họ Giang chúng ta còn phải nói sao. Diệp Bắc Minh đó vừa nhìn thấy Tiên Nhi, còn không mê mệt ấy chứ. Người đến từ nơi nhỏ bé như hắn ta, làm gì đã từng thấy qua người đẹp. Tiên Nhi cô cứ yên tâm đi. Mấy người bạn thân cười ha ha nói, bộ dạng như đã nắm chắc Diệp Bắc Minh trong tay. Đột nhiên, lão giả áo xanh vội vã bước vào, khuôn mặt già nua có chút nghiêm nghị, tiểu thư, vừa rồi hướng Lily đại diện cho sở y thủy cũng đưa ra lời mời Diệp Bắc Minh tới lầu Thiên Kiêu ăn cơm. Diệp Bắc Minh, cậu ta từ chối lời mời của cô. Lời nói vừa dứt, toàn trường im lặng chết chóc, vài người bạn thân của Giang Tiên Nhi nhìn lão giả áo xanh với vẻ mặt đầy hoài nghi. Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tiên Nhi nháy mắt đông cứng, thân thể khẽ run đứng dậy, sở y thủy. Lại là cô ta, hôm nay vốn dĩ tôi định đặt phòng chữ thiên, lại bị cô ta đặt trước một bước. Về chuyện này, tôi nhận thua, không ngờ tôi mời Diệp Bắc Minh ăn cơm, cô ta cũng muốn gây sự cùng tôi. Đáng chết, bọn họ đâu, Giang Tiên Nhi nhìn chằm chằm lão giả, đôi mắt đẹp răng đầy tơ máu. Tiểu thư, lão nô đi đường tắt, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại. Diệp Bắc Minh và hướng Lily có lẽ sắp tới lầu Thiên Kiêu rồi. Đi, chúng ta đến cửa đợi anh ta. Giang Tiên Nhi ép lửa giận xuống, trực tiếp lao ra khỏi phòng bao chữ địa. Đám bạn thân cũng theo sau. Ngay khi họ đến cửa lớn của Diệp Bắc Minh, đã nhìn thấy Diệp Bắc Minh và hướng Lily đi đến. Giang Tiên Nhi ngay lập tức thay đổi bằng khuôn mặt tươi cười. Anh Diệp, cuối cùng anh cũng đến rồi. Người ta đợi anh lâu lắm rồi ấy. Giang Tiên Nhi cô muốn làm gì? Hướng Lily cảnh giác. Chắn trước mặt Diệp Bắc Minh hỏi. Thân hình uyển chuyển và đường cong quyến rũ gần như dính chặt lên người Diệp Bắc Minh. Một cỗ hương thơm phả vào mặt, hướng Lily như hoàn toàn không cảm giác được vậy. Anh Diệp là do y, thủy mời tới, cô đừng có lộn xộn, anh ta không phải đến để gặp cô đâu. Vậy sao? Giang Tiên Nhi làm thỉnh, vẫn mỉm cười, sợ y thủy mời anh Diệp đến dự tiệc, nhưng lại không lộ mặt. Cái này cũng quá là thiếu tôn trọng anh Diệp rồi, không giống người ta, tự mình đến đón. Thậm chí còn đưa theo bản thân đến nữa. Giang Tiên Nhi vừa nói. Đôi mặt đẹp chuyển động, dịu dàng như nước nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, anh xem người ta coi trọng anh đến nhường nào. Đây là mấy người bạn thân của tôi, bên cạnh là chồng của bọn họ. Tôn Nhiễm, cháu gái của cửu trưởng lão Vô Cực Tông, đây là chồng cô ấy, Nguyên Lập,
người xếp hạng thứ nhất cuộc chiến thiên giai 200 năm trước, cảnh giới hợp đạo đỉnh phong. Chu Phù Dung, con gái của phó tông chủ Lôi Minh Tông, chồng cô ấy là Tiêu Lăng Thiên, quán quân cuộc chiến thiên giai 300 năm trước, cảnh giới hợp đạo đỉnh phong. Giang Tuyên Nhi, chị họ của tôi, cha chị ấy là trưởng lão nắm thực quyền của đạo tông, chồng là Vương Lỗi, quán quân cuộc chiến thiên giai 400 năm trước, cảnh giới hợp đạo đỉnh phong. Giang Tiên Nhi lần lượt giới thiệu, anh Diệp, tôi đã mời rất nhiều thiên tài đến, anh không nể mặt chút sao? Thân ảnh cô ta lóe lên, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Nắm lấy cánh tay anh, nhào vào lòng anh làm nũng. Đây không phải là Giang Tiên Nhi sao? Cô ta vậy mà lại chủ động lộ mặt ở nơi đông người thế này, còn mời một tên đàn ông ăn cơm. Con mẹ nó, ghen tị quái một số võ giả ở gần lầu Thiên Kiêu nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập ghen tị. Vài người trong đám còn cười lạnh, hừ, các người cũng không nhìn xem kia là yêu thằng nhóc này chính là Diệp Bắc Minh, người đứng thứ nhất cuộc chiến thiên giai 100 năm trước. Nghe nói hắn ta còn là một luyện thể giả, một quyền dọa lui cảnh giới đạo tổ sơ kỳ của nhà họ Sở đó. Cái gì, thằng nhãi này nghịch thiên như vậy sao? Đám người vây quanh choáng váng không nói lên lời. Thực lực khủng bố, lại có mỹ nữ chủ động dâng lên tận miệng, đúng là đỉnh cao của cuộc đời mà. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, tôi đã đồng ý với cô Sở rồi. Ôi chao, anh Diệp, Sở Y Thủy không lộ mặt, đâu giống tôi đến tận đây mời anh. Giang Tiên Nhi dường như treo trên cánh tay Diệp Bắc Minh, nhẹ nhàng lắc lư. Âm thanh tê dại làm người ta không chịu nổi. Cái này, thấy Diệp Bắc Minh còn đang do dự. Giang Tuyên Nhi, chị họ Giang Tiên Nhi nói với vẻ mặt kiêu ngạo, Diệp Bắc Minh, anh còn do dự cái gì? Nhiều người đến mời anh như vậy, mặt mũi anh đủ lớn rồi đó. Hơn nữa, tôi nhớ anh từng đắc tội Kỳ Bách Nghiệp trưởng lão của đạo tông đúng không? Quan hệ của cha tôi và Kỳ lão rất tốt, quay về tôi nói một tiếng, sau này đạo tông sẽ không gây khó dễ cho anh nữa. Tôi nhắc nhở thêm một câu, cuộc chiến thiên giai 100 năm diễn ra một lần. Đạt được vị trí thứ nhất của cuộc thi này, không vài hàng vạn cũng vài chục vạn. Chỉ một người đứng đầu cuộc chiến thiên giai mà thôi, người khác có thể cảm thấy anh rất mạnh. Nhưng trong mắt chúng tôi, thật sự không là gì cả. Hôm nay chỉ cần anh làm một việc, đồng ý ăn cơm với Tiên Nhi là được, sau này không thiếu chỗ tốt cho anh. Ngạo mạn, cao cao tại thượng, các võ giả đứng cạnh nghe vậy rất không vui, nhưng cũng đành chịu, người ta nói toàn là sự thật. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tiên Nhi biến sắc, thầm kêu không tốt. Lại ngẩng đầu lên nhìn Diệp Bắc Minh, quả nhiên, sắc mắt anh thay đổi, lặng lẽ rút tay mình khỏi ngực Giang Tiên Nhi, cô Giang, xin lỗi. Diệp Bắc Minh tôi không thích bị người khác uy hiếp, bữa cơm này, hãy quên đi. Nói xong, anh đi qua đám đông, tiến về lầu Thiên Kiêu, hướng Ly Ly cười khúc khích, liếc nhìn Giang Tiên Nhi đầy khiêu khích, ha ha, hỏng việc rồi kìa. Xem lại đồng đội heo của cô đi, không thèm nhìn đến Giang Tiên Nhi bị tức đến nỗi sắc mặt biến thành màu gan lợn, nhanh chóng đuổi theo Diệp Bắc Minh. Này, vừa này anh đã dao động, Diệp Bắc Minh thản nhiên cười nói, tôi trước nay vẫn rất khó từ chối yêu cầu của phụ nữ, đặc biệt còn là phụ nữ xinh đẹp. Được, vậy tôi sẽ đưa ra một yêu cầu với anh, từ nay về sau đừng để ý tới Giang Tiên Nhi nữa, hướng Ly Ly nói. Diệp Bắc Minh đánh giá hướng Ly Ly từ trên xuống dưới vài lần, lắc đầu nói, cô không được tính là xinh đẹp. Anh, hướng Ly Ly trợn to đôi mắt đẹp, cơn giận bùng cháy, tôi không đẹp chỗ nào. Cô ta ưỡn ngực kiêu ngạo nói, chí còn lớn hơn cô ta nữa. Giang Tiên Nhi có gì thì tôi có cái đó, thẩm luận về cơ thể tôi không thua bọn họ, lão nương chắc chắn là một đại mỹ nhân. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh khinh thường lắc đầu, tính cách của cô quá nóng nảy, giống như đàn ông ấy, làm gì có điểm nào thu hút đàn ông. Đàn ông, hướng Ly Ly choáng váng, tức giận dậm chân nói với Diệp Bắc Minh, anh, tôi không thèm chấp, nhặt với người kém hiểu biết như anh. Sau đó nhanh chóng đuổi theo anh đừng có ăn trong bát nhìn trong nồi, đã đánh cắp mất trái tim của Y Thủy, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu anh dám dây dưa với Giang Tiên Nhi kia, tôi nhất định sẽ không tha cho. Anh, nói đoạn lắc lắc nắm đấm, hai người đi vào phòng bao chữ thiên, đẩy cửa bước vào. Cũng cùng là váy dài trắng, nhưng mặc trên người Sở Y Thủy lại cho người ta cảm giác như thần tiên lạc vào cõi phàm trần. Mái tóc đen dài thư thác nước tự nhiên xõa xuống, đôi mắt xinh đẹp mang theo 7 phần vui vẻ 3 phần ngạc nhiên, anh Diệp, anh đến rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu, Sở Y Thủy mời anh ngồi xuống. Cảm ơn ơn cứu mạng của anh Diệp 100 năm trước, nếu không phải lúc đó anh kịp thời ra tay, chắc chắn sẽ không có Y Thủy của ngày hôm nay. Sở Y Thủy cười nói, gần đây, Y Thủy muốn rời khỏi thế giới bản nguyên, nhớ đến anh Diệp luôn muốn tinh huyết của Y Thủy.
Dừng lại một chút, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Y Thủy đỏ bừng. Không biết anh Diệp cần tinh huyết của Y Thủy, dùng để làm gì? Hoặc là, ánh mắt cô nhìn sâu vào Diệp Bắc Minh, hay là anh có ý tứ gì khác? Diệp Bắc Minh không hề giấu giếm, nói thẳng, cô Sở là hỗn độn thể đúng không? Lời này vừa thốt ra, cả Sở Y Thủy và Hướng Lily đều kinh ngạc đến dậy nảy người. Sao anh lại biết? Hướng Lily ngây ngốc, có chút khó tin nhìn về phía Sở Y Thủy. Y Thủy, là cô nói với anh ta à? Sở Y Thủy lắc đầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, anh Diệp, sao anh biết việc này? Diệp Bắc Minh đương nhiên không thể nói cho cô ấy biết sự tồn tại của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, vậy nên chỉ tùy ý trả lời, tôi có một năng lực đặc biệt, có thể cảm nhận được sự tồn tại của hỗn độn thể. Thì ra là như vậy. Sở Y Thủy như có chút nghĩ ngợi gật đầu, cho nên, anh Diệp muốn tinh huyết của tôi, là bởi vì tôi là hỗn độn thể sao? Đúng vậy, Diệp Bắc Minh gật đầu, thật ra, nhục thể bảy vị sư tỷ của tôi bị tổn thương, tôi cần năng lực tinh huyết của hỗn độn thể để tái tạo lại cơ thể cho họ. Ô, Sở Y Thủy có chút thất vọng, thì ra là vậy. Giây tiếp theo, cô ta giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc bình ngọc nhỏ, trên đó có một lớp phong ấn. Anh Diệp, đây chính là tinh huyết mà anh cần. Diệp Bắc Minh kinh ngạc không thôi, đưa tay nhận lấy, gỡ bỏ cấm chế và nhìn thấy một cỗ khí thức của hỗn độn lao ra, quả nhiên là tinh huyết hỗn độn, đại ân của cô Sở Diệp Bắc Minh tôi sẽ nhớ kỹ. Còn một chuyện nữa tôi muốn nhờ vả, hy vọng nhà họ Sở có thể cho tôi mượn một con thuyền để đi đến hồ hỗn độn long. Sở Y Thủy gật đầu, được. Ở một bên khác, đám người Giang Tiên Nhi trở về phòng bao chữ địa số 1. Tức chết đi mất, thằng danh đó dựa vào cái gì chứ? Rượu mừng không muốn muốn rượu phạt. Vật mà trước mặt nhiều người dám từ chối tiên nhồ, Giang Tuyên Nhi tức giận đập bàn, đôi mắt đẹp tràn đầy giận dữ. Giang Tiên Nhi ngồi ở một bên, sắc mặt âm trầm. Không nói một lời, trong lòng có chút bất lực, cô ta hiểu những người như Diệp Bắc Minh, mắt cao hơn đầu, hăng hái ham hở, tuyệt đối là loại người thích mềm mỏng. Nếu không phải do Giang Tuyên Nhi vênh váo tự đắc, nói không chừng vừa rồi thật sự có thể mời Diệp Bắc Minh ăn cơm. Sư phụ, xin lỗi, con thất bại rồi. Giang Tiên Nhi lạnh lùng truyền âm, trong đầu cô ta vang lên giọng nói của một bà lão, đây cũng không coi là thất bại gì cả, con còn rất nhiều cơ hội khác nữa. Thằng nhóc này khá đặc biệt, vừa rồi lúc con ôm nó sư phụ đã cảm thấy được một cỗ năng lượng to lớn, chỉ cần con thôn phệ nó thực lực nhất định sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Giang Tiên Nhi âm thầm thở dài, đáng tiếc tên tô cuồng kia, nếu không phải năng lực này của con 100 năm chỉ dùng được một lần, thì con đã thôn phệ tô cuồng trước rồi. Cô ta căn bản không phải là thể nguyệt thần gì cả, mà thôn thiên thần thể. Loại thể chất này cực kỳ khủng bố, chỉ cần thôn phệ hảo kế thừa toàn bộ thiên phú và sức mạnh của họ. Lối phương, có thể hoàn trước đây, đối tượng của Giang Tiên Nhi là Tô Cuồng. Hiện tại chính là Diệp Bắc Minh. Sau khi Diệp Bắc Minh rời đi, Hướng Ly Ly cau mày, Y Thủy, cô rung động rồi, sao lại không nói cho anh ta biết? Sở Y Thủy ngồi ở đó, im lặng không nói gì. Những năm qua, cô ta được gia tộc bảo vệ rất tốt, gần như rất ít khi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Vì vậy tính cách cô ta dần trở nên trầm lặng, đến tuổi thành niên, quả thực có cảm tình với Diệp Bắc Minh. Đặc biệt là biểu hiện kinh người của Diệp Bắc Minh ở cuộc chiến thiên giai, hai lần tìm cô muốn xin tinh huyết trước mặt mọi người, những chuyện này đều làm cho trái tim cô rung động. Tất cả đều là hiểu lầm, anh Diệp không có cảm tình với tôi, vậy thì tại sao tôi phải làm anh ấy thêm phiền não chứ? Sở Y Thủy nở nụ cười xinh đẹp. Anh ấy có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, đi tìm kiếm tung tích của anh ấy khắp nơi. Hỏi tôi về tinh huyết, cũng là để cứu bảy vị sư tỷ của mình. Ly nhị, thôi vậy, giữa tôi và anh ấy không thể có kết quả. Và lại tôi rất nhanh phải đi đến Luân Hồi Tông rồi, với thân phận hỗn độn thể của mình, kiếp này có lẽ sẽ không thể gặp lại anh ấy nữa. Sau khi có được tinh huyết của hỗn độn thể, Diệp Bắc Minh đem theo La Thiên, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Dị Hỏa Tông. La Thiên, bắt đầu từ bây giờ. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không cho phép bất kỳ ai đến làm phiền tôi. Nếu dám xông vào, giết không tha. Diệp Bắc Minh nghiêm túc dặn dò, nhanh chóng tiến vào mật thất của Dị Hỏa Tông, mở trận pháp, phong bế tất cả mọi thứ. Tiểu tháp, bây giờ tôi phải làm gì? Sắc mặt Diệp Bắc Minh kích động, tinh huyết hỗn độn thể đã lấy được. Còn có hỗn độn mẫu thạch, có thể tái tạo lại nhục thể của bảy vị sư tỷ rồi chứ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói. Dung hòa tinh huyết hỗn độn thể và hỗn độn mẫu thạch, tưởng tượng lại dáng vẻ của sư tỷ cậu lúc còn sống là có thể tạo ra cơ thể mới cho họ. Đương nhiên, cậu cũng có thể sử dụng trí tưởng tượng của mình, sau đó đưa thần hồn của sư tỷ mình dung nhập vào đó. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, bằng một niệm thức,
thần hồn của anh đi vào mộ huyệt hỗn độn. Sư tỷ, mọi người có thể hồi sinh rồi. Thật vậy sao? Tuyệt quá, thần hồn của 7 vị sư tỷ từ trong bia mộ lao ra, vô cùng kích động. Diệp Bắc Minh giải thích một lần việc tái tạo lại thân thể. Sư tỷ, em còn nhớ hình dáng của mọi người, nhưng lại không thể nhớ những chi tiết khác của cơ thể, thế nên, em có thể tự do phát huy trí tưởng tượng của mình được không? Cái này còn không đơn giản sao? Vậy chị sẽ để em xem chỉ tê như yên khít mũi. Vương thần hồn chủ động ôm lấy thần hồn của Diệp Bắc Minh, đẩy ngã anh xuống đất. Cười tươi như hoa, trên mặt là vẻ dịu dàng ôn nhu, tiểu sư đệ, bây giờ em có thể từ từ xem xét từng nơi. Ngay lập tức, thần hồn của Diệp Bắc Minh và Vương Như Yên dường như hợp nhất với nhau, đạt đến trạng thái thâm nhập vào nơi tận sâu trong tâm hồn. Loại hợp nhất thần hồn này càng thuần khiết hơn. Hai người hoàn toàn mở lòng với nhau, thần hồn không còn bất kỳ lớp phòng bị nào. Tiểu sư đệ, nhìn rõ chưa vậy? Vương Như Yên cười tươi như hoa. Lúc này, chỉ cần Diệp Bắc Minh nhắm mắt lại là có thể biết được từng chi tiết trên người Vương Như Yên. Thập sư tỷ, sư đệ nhìn thấy hết rồi. Bây giờ, em sẽ tái tạo lại thân thể cho thập sư tỷ. Diệp Bắc Minh gầm nhẹ một tiếng. Chỉ bằng một niệm thức, một viên hỗn độn mẫu thạch xuất hiện trong tay, dung hòa với tinh huyết hỗn độn. Tinh huyết hỗn độn sôi sục, xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giây tiếp theo, vậy mà lại hóa thành một màn xương máu, huyết xương này ngưng tụ lại thành một bộ xương trắng vô cùng hoàn hảo và cân đối. Tiếp theo đó, máu thịt, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch và da dần hình thành. Đợi một chút, tiểu sư đệ. Nơi đó, nhô cao một chút. Đúng rồi, còn chỗ đó, cong thêm chút nữa, ha ha. Vương Như Yên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cố gắng hết sức. Để mình có một thân hình hoàn mỹ không tì vết. Được, Diệp Bắc Minh gật đầu, sửa đổi một chút cũng không thành vấn đề. Sau khi dựa theo lời của thập sư tỷ sửa đổi, một thân thể hoàn mỹ xuất hiện trước mặt. Thập sư tỷ, để thần hồn dung nhập vào cơ thể này trước, làm quen một chút. Thật tốt quá đi. Vương Như Yên hưng phấn cực độ, thần hồn trực tiếp nhập vào cơ thể mới. Tiểu sư đệ, đến lượt chị rồi. Cửu sư tỷ hoàng hậu Hồng Đào cười cười bước lên trước, thần hồn của cô dung nhập với thần hồn của Diệp Bắc Minh, quyến luyến bên nhau. Thần hồn hai người nhanh chóng giao lưu với nhau. Thật lâu sau, thần hồn của hoàng hậu Hồng Đào mới lưu luyến rời đi, tiểu sư đệ, nhờ em đó. Diệp Bắc Minh gật đầu, cửu sư tỷ, cứ yên tâm đi. Hỗn độn mẫu thạch và tinh huyết hỗn độn lại hòa quyện với nhau. Huyết xương xuất hiện, rất nhanh lại hình thành lên một thân thể hoàn mỹ. Chân của chị kéo dài ra một chút, eo thon, được rồi như vậy đi, hoàng hậu Hồng Đào cười cười, một tuyệt đại mỹ nhân mê hoặc chúng sinh xuất hiện trước mặt. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, chắc sẽ chết vì khí huyết nổ tung mất. Bởi vì cỗ thân thể này, hoàn toàn trần trụi. Tiểu sư đệ, đến lượt chị. Thần hồn của bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ lao tới, dung nhập với thần hồn của Diệp Bắc Minh, cô mở miệng nói, tiểu sư đệ. Chị không cần thân hình mê hoặc chúng sinh như bọn họ. Cho chị khí chất của nữ hoàng, chị muốn có cảm giác bá đạo khi nhìn xuống thiên hạ. Được, Diệp Bắc Minh làm theo lời của cô. Thân thể của nữ hoàng Cửu Thiên Chi Thượng xuất hiện trước mặt. Hoàn mỹ vô cùng, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến người ta muốn quỳ lại dưới đôi chân ngọc đó. Mơ hoát, cảm ơn tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ bước tới, để thần hồn của mình nhập vào thân thể mới. Tiếp đó, linh hồn của ngũ sư tỷ Khương Tử Cơ xuất hiện. Biệt hiệu của cô ấy là băng phách thần nữ. Ngũ sư tỷ, chị có yêu cầu gì không? Khương Tử Cơ cười nói, bọn họ đều không đủ tự tin với bản thân mình, bà đây không cần thay đổi gì cả. Chỉ cần em tái tạo lại cơ thể ban đầu cho chị là được. Vâng ạ, hỗn độn mẫu thạch và tinh huyết hỗn độn lại xuất hiện và dung hòa, huyết xương trào lên. Một đôi băng cơ ngọc cốt bằng máu thịt xuất hiện, cơ thể của mỹ nữ lạnh lùng kiêu ngạo xuất hiện trước mắt. Chị chính là chị, không cần bất cứ thay đổi nào cả. Giây tiếp theo, thần hồn của tứ sư tỷ Chu Lạc Ly bước qua, dùng bàn tay nhỏ xinh vuốt ve cằm Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, chúng ta đều bị đệ nhìn thấy hết rồi, cố gắng lên nhé. Tứ sư tỷ, em cũng vì cứu mọi người mà thôi. Gương mặt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, mặc dù anh có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, nhưng vị trí 10 sư tỷ trong lòng anh không gì có thể thay thế được. Lúc này bị Chu Lạc Ly trêu chọc, vậy mà lại có chút xấu hổ. Ha ha, em còn xấu hổ nữa. Bọn chị trước sau gì cũng là người của em. Chu Lạc Ly che miệng cười khúc khích, đôi mắt xinh đẹp lay động, chỉ đợi xem khi nào thì em ăn các sư tỷ thôi, thân thể của chị em tự quyết định. Em thích thế nào, thì tạo hình thế ấy. Thần hồn của tứ sư tỷ dung nhập với cơ thể mới, đôi mắt đẹp mở ra, em ân sủng nó đi. Diệp Bắc Minh có chút ngại ngùng, không nói gì thêm nữa.
thân thể bằng xương bằng thịt của Chu Lạc Ly xuất hiện, khí chất siêu việt, nhắc sắc khuynh thành. Giống hệt như hình dáng ban đầu của Chu Lạc Ly. Tam sư tỷ, đến lượt chị rồi. Lời nói vừa dứt, thần hồn của Tam sư tỷ tiểu độc tiên từ bia mộ lao ra, vẻ mặt cô ngượng ngùng, giống như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng vậy. Cô thẹn thùng ngước nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, có thể đừng nhìn thân thể chị không? 10 vị sư tỷ thì Tam sư tỷ có tính cách hướng nội nhất. Euro ó lẽ do bẩm sinh là độc thể, thế nên cô luôn ẩn mình sau chiếc áo choàng. Cả đời này e rằng ngoại trừ lúc sinh ra, chưa ai từng thấy cơ thể của cô. Thế nên, cho dù là đối mặt với Diệp Bắc Minh, tiểu độc tiên cũng xấu hổ như vậy. Tam sư tỷ, hãy tin y mồ vẻ mặt Diệp Bắc Minh chân thành. Ừm, tiểu độc tiên gật đầu, Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, thần hồn chủ động ôm lấy cô. Giây phút thần hồn hai người tiếp xúc, thần hồn của tiểu độc tiên khẽ run lên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Dường như có một dòng điện chạy qua thần hồn vậy. Diệp Bắc Minh vô cùng dịu dàng, sau khi biết được mọi thứ trên thân thể Tam sư tỷ, anh tái tạo ra một thân thể tinh khiết như ngọc. Trong bùn mà không bị nhiễm bẩn, như nụ hoa hé nở. Cảm ơn tiểu sư đệ. Tiểu độc tiên xấu hổ cười một tiếng, thần hồn dung nhập vào thân thể mới. Nhị sư tỷ, tới lượt chị. Được, Thiên Nhận Băng vô cùng bình tĩnh, thần hồn chủ động đến trước mặt Diệp Bắc Minh, dung nhập với anh. Sau một khắc mới quyến luyến tách ra, Diệp Bắc Minh dùng giọt tỉnh huyết hỗn độn cuối cùng dung hợp với hỗn độn mẫu thạch. Vài giây sau, một người phụ nữ với đôi mắt đẹp, mái tóc đen như thác nước, khí chất như đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng xuất hiện. Mặc dù không mảnh vải che thân, nhưng lại khiến người ta không cảm thấy bất kỳ suy nghĩ không tôn trọng nào. Tiểu sư đệ, vất vả rồi. Thiên Nhận Băng cười, thần hồn nhập vào thân thể mới. Diệp Bắc Minh liếc nhìn 7 vị sư tỷ, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Các sư tỷ, mọi người trở về nghĩa địa hỗn độn nghỉ ngơi một thời gian, em đi trước đây. Phụt, ha ha ha, xem em sợ chưa kìa. Tiểu sư đệ, em sợ cái gì nào? Mọi người đều chân thành với nhau, chẳng nhẽ bọn chị còn có thể ăn thịt em sao? Cáo từ thần hồn Diệp Bắc Minh biến mất như một làn khói, nhếch nhác rời khỏi nghĩa địa hỗn độn. Còn ở lại đây phút nào nữa, anh sợ rằng thần hồn của mình sẽ tan vỡ mà chết mất. Sau khi rời khỏi nghĩa địa hỗn độn, âm thanh của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, bổn tháp cảm thấy khí huyết của cậu quay cuồng, trong cơ thể như bị một ngọn lửa thiêu đốt. Sao vậy, gặp phải rắc rối trong quá trình tái tạo thân thể à? Mặt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, không. Cùng lúc đó, tại cửa lớn nhà họ Sở, nếu có võ giả có mặt tại đây lúc này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra năm lão tổ cảnh giới đạo tổ trung kỳ của nhà họ Sở, tất cả đều đang cung kính đứng chờ đợi ở cổng lớn. Ngoài ra, đám con cháu dòng chính, cao tầng cũng đều đứng nghiêm trang trong căng thẳng. Giống như những người lính chuẩn bị duyệt binh, ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi. Đã một giờ trôi qua, bao gồm cả năm lão tổ cảnh giới đạo tổ trung kỳ đều đứng bất động. Đột nhiên, rầm rầm rầm, hư không xuất hiện một trận dao động, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt người nhà họ Sở. Đi đầu là một lão giả đứng trên không trung, nhìn xuống và nói, lão phu bảo kiếm phong của Luân Hồi Tông, để mọi người chờ lâu rồi. Tiền bối có thể quá bộ ghé thăm thực sự là vinh hạnh của nhà họ Sở. Năm vị lão tổ nhà họ Sở kích động tới mức khẽ run, tiền bối, người quá khách sao rồi. Luân Hồi Tông, một trong những tông môn đứng đầu tại biển vũ trụ. Trong toàn bộ thế giới bản nguyên, 72 đảo thiên giai cộng lại e rằng mới chỉ bằng 1/3 quy mô của Luân Hồi Tông. Ông lão đứng đầu bảo kiếm phong khẽ gật đầu, không cần nói nhiều lời xã giao làm gì, thể hỗn độn đang ở đâu. Y Thủy, còn không mau ra ngoài gặp mặt tiền bối. Một vị lão tổ của nhà họ Sở sẵng giọng quát, Sở Y Thủy đi đến trước mặt mọi người, đúng mực mở lời, Sở Y Thủy xin ra mắt các vị tiền bối. Soạt, ánh mắt của mấy người bảo kiếm phong đồng loạt tập trung lên người Sở Y Thủy. Đôi mắt của một chàng trai trẻ sáng rực, nhìn Sở Y Thủy chăm chú, không chút kiêng dè mà đánh giá. Bỗng nhiên bảo kiếm phong khép lại ngón tay, giữa lòng bàn tay ông ta lập tức xuất hiện một chiếc la bàn bát quái, thứ này được luyện chế từ đá bàn cổ, có thể cảm nhận được hơi thể của thể hỗn độn. Nói đoạn ông ta liền rót thần lực vào trong, bùm, la bàn cổ rung chuyển dữ dội, toát ra một luồng khí hỗn độn dịch chuyển thất thường. Trên trận pháp phụt lên một điểm sáng màu đen, nhấp nháy liên tục. Quả nhiên là thể hỗn độn, giọng điệu bảo kiếm phong mang theo tia phấn khích, gương mặt già nua cũng không kìm được đỏ bừng mà gật đầu, Sở Y Thủy con có nguyện ý gia nhập Luân Hồi Tông của chúng ta để tu luyện không? Đệ tử sẵn lòng, Sở Y Thủy khuỵu một chân xuống đất, thành kính đáp. Được, bắt đầu từ hôm nay con chính là đệ tử dòng chính của Luân Hồi Tông ta,
hưởng thụ đãi ngộ cấp tông chủ, Bảo Kiếm Phong nghiêm túc gật đầu. Mọi người trong nhà họ Sở nghe vậy đều choáng váng. Trời ạ, đãi ngộ cấp tông chủ, đây là muốn lật trời sao? Đột nhiên người thanh niên vẫn luôn nhìn chăm chăm Sở Y Thủy vừa rồi khẽ mỉm cười, Y Thủy muội muội, tôi là Lục Thiêu. Cũng là đệ tử nòng cốt giống em, hưởng thụ đãi ngộ cấp tông chủ. Em có thể gọi tôi à anh Thiêu? Lục Thiêu phất tay, một thanh kiếm màu đỏ kiều diễm liền lơ lửng giữa không trung, tản ra sức. Mạnh huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí, mọi người trong nhà họ Sở có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng hư ảo của một con phượng hoàng đỏ rực đang vờn múa trên kiếm phượng minh. Thanh kiếm phượng minh này là binh khí đại đạo hàng thật giá thật, bên trong phong ấn thần hồn của một con phượng hoàng viễn cổ, đóng vai trò là kiếm hồn của thanh kiếm phượng minh này. Lục Thiêu cười hiền hòa, kiếm vừa rút sẽ kèm theo tiếng phượng hoàng ngâm. Kiếm phượng minh, như tên gọi, lần đầu gặp mặt liền tặng em thanh phượng minh này đi. Bảo kiếm kết hợp với người đẹp, vừa vặn xứng đôi. Đám đông bùng nổi vừa ra tay chính là binh khí đại đạo. Trời ạ! Vũ khí chấn tộc của nhà họ Sở chúng ta cũng chỉ ngang tầm với binh khí đại đạo đi. Đây chính là Luân Hồi Tông sao? Thật quá hào phóng, vô số thanh niên nhà họ Sở phía dưới đều đỏ mặt tía tai, từng người đều thở gấp phấn khích. Họ vừa kích động vừa ngưỡng mộ nhìn kiếm Phượng Minh. Cảm ơn anh Lục, Sở Y Thủy mỉm cười duyên dáng, món quà này quá giá trị rồi, Y Thủy không dám nhận. Lục Thiêu cười bá đạo, tôi tặng thì em cứ giữ lấy đi. Tôi không thích bị người khác từ chối. Đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp. Một chiêu này lần nào cũng ứng nghiệm, hầu như không có người phụ nữ nào có thể từ chối sự bá đạo của hắn ta. Sở Y Thủy lại âm thầm cau mày, Lục Thiêu này thực sự quá tự luyến, khiến người khác rất khó chịu mà. Một vị lão tổ thấp giọng nhắc nhở, Y Thủy, còn không mau nhận lấy kiếm Phượng Minh, cảm ơn cậu Lục đây. Vậy được, cảm ơn anh Lục. Sở Y Thủy chỉ đành nhận lấy kiếm Phượng Minh rồi cất đi. Đột nhiên, làm sao có thể? Một ông lão của Luân Hồi Tông kinh hãi hét lên, tất cả người nhà họ Sở đều ngước đầu, nhìn hướng phát ra âm thanh. Sao thế, có gì mà la hét om sòm như vậy, Bảo Kiếm Phong nhíu mày hỏi. Ông lão tay cầm la bàn bàn cổ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mọi thứ trên la bàn, hai tay và mắt đồng thời giật giật kịch liệt, không thể nào, không thể nào. Bảo lão ông mau nhìn xem, trên la bàn vậy mà xuất hiện thêm 7 điểm đen nữa. Mặc dù có chút mờ mịt, nhưng đây chắc chắn là dấu tích của thể hỗn độn. Không lẽ ngoại trừ Sở Y Thủy, thế giới bản nguyên này còn có 7 thể hỗn độn khác? Cái gì, Bảo Kiếm Phong cũng choáng váng. Ông ta một phát giật lấy la bàn nhìn xem, đôi mắt già cỗi nheo lại, làm sao có thể quả nhiên, có 7 chấm đen đang chớp tắt trên mép la bàn. Mọi người bên dưới cũng bối rối, thế giới bản nguyên còn có 7 thể hỗn độn khác. Cũng quá vô lý rồi đi, trong 1 vạn người cũng không có lấy 1 thể hỗn độn, thậm chí vài kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể xuất hiện 1 người. Nhà họ Sở sinh ra 1 thể hỗn độn đã chẳng khác gì phần mộ tổ tiên bay ra khói xanh rồi. Lục Thiêu cười nhạt, bảo lão, phỏng chừng la bàn này có vấn đề rồi. Kể từ khi thế giới bản nguyên ra đời, thế giới này có hay không 7 thể hỗn độn vẫn còn là một dấu hỏi đó. 7 thể hỗn độn xuất hiện cùng một lúc, có nằm mơ cũng không dám mơ mộng như vậy đâu. Bảo Kiếm Phong lấy lại bình tĩnh, cười ngờ nghịch, nói cũng đúng. 7 thể hỗn độn, đang đùa cái gì vậy? Vừa nói ông ta vừa lắc đầu, thế nhưng, ông ta lại nheo mắt, nhìn chăm chú la bàn, để đề phòng, Lục Thiêu, con vẫn là tới đó thăm dò đi. Nói đoạn lại nhìn hướng vài vị lão tổ nhà họ Sở, chỉ về một hướng hỏi, bên kia là nơi nào. Lão tổ nhà họ Sở không dám lơ là, vội vàng giải thích, 72 đảo thiên giai nằm ở 72 hướng. Nếu lão phu nhớ không lầm thì bên đó hẳn là hướng của Dị Hỏa Tông. Dị Hỏa Tông, sắc mặt của mọi người có chút quái lạ. Không lẽ là trùng hợp sao? Không lẽ là vì mình cho anh Diệp 7 giọt tinh huyết, Sở Y Thủy thầm nghĩ. Lục Thiêu, tới Dị Hỏa Tông xem sao đi, Bảo Kiếm Phong ra lạnh. Vâng, Lục Thiêu gật đầu, vừa định sải bước xuất phát. Anh Lục đợi đã, Sở Y Thủy hét lên một tiếng. Lục Thiêu lập tức dừng lại bước chân, ngoảnh mặt mỉm cười nhìn Sở Y Thủy muội muội, có chuyện gì sao? Sở Y Thủy thoáng cân nhắc rồi nói, anh Lục, tôi là bạn với Dị Hỏa Tông cho. Nên bất luận có thể tìm thấy những thể hỗn độn khác ở đó hay không, mong anh đừng làm khó hỏi không vấn đề. Lục Thiêu sảng khoái đồng ý, tươi cười liếc Sở Y Thủy một cái, nhưng Y Thủy muội muội nợ tôi một lần đó nhé. Được, Sở Y Thủy gật đầu. Lục Thiêu có chút ngạc nhiên, Sở Y Thủy ngay từ đầu đến kiếm phượng minh của hắn cũng không muốn nhận lấy. Bây giờ vì một Dị Hỏa Tông mà sẵn sàng nợ hắn ta một ân huệ. Một cô gái tuổi xuân thì cực kỳ lạnh lùng xa cách,
ngoại trừ thích người đàn ông nào đó thuộc môn phái kia ra thì hắn cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Nghĩ tới đây, Lục Thiêu liền tiến lên một bước, trực tiếp xé nát hư không mà đi. Một giờ sau, Lục Thiêu đã giáng lâm xuống bầu trời phía trên đảo Thiên Hỏa, Hạ Mi nhìn xuống, ha ha, chính là ở đây rồi. Hả, thuộc tính hỏa thật thuần khiết, hay là đem chúng hấp thụ lại chăng? Thực lực lại có thể tăng thêm ba bước, đúng là ông trời cũng giúp mình mày nghĩ vậy hắn liền thả mình lao xuống. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, cả người Lục Thiêu giống như sao băng hung hăng dập vào cửa núi dị hỏa tông. Toàn bộ đảo Thiên Hỏa rung chuyển dữ dội giống như có động đất. Trong vòng 10 hơi thở, tất cả người trong dị hỏa tông ra đây gặp Bồn công tử. Giọng nói của Lục Thiêu giống như sấm sét vang vọng khắp dị hỏa tông, nếu không giết không tha. Lúc này, Diệp Bắc Minh đang giúp 7 vị sư tỷ thích nghỉ với cơ thể mới của họ. Nghe thấy giọng nói này, tùy ý truyền âm, La Thiên, ông đi xem có chuyện gì vâng, đại nhân. La Thiên trả lời, dùng tốc độ nhanh nhất tới cửa lớn của dị hỏa tông, chính là cậu kêu gào ở dị hỏa tông sao. Đại nhân tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Thật vậy sao, chỉ là một dị hỏa tông mà thôi, bổn công tử muốn xem có hậu quả gì. Khóe miệng Lục Thiêu nhếch lên nụ cười đùa cợt, trong tay hắn ta xuất hiện một thanh loan đao màu đen, mang theo uy áp giá lạnh của cảnh giới đạo tổ chém về phía La Thiên. Ồ, cảnh giới đạo tổ hậu kỳ à, khó trách khẩu khí lớn như vậy. La Thiên giơ tay đấm ra một quyền, không gian xung quanh vang lên âm thanh ầm ầm, loan đao đen trong tay Lục Thiêu khẽ run lên. Giống như bị đạp vào một tảng đá không thể dịch chuyển. Vang lên một tiếng nổ lớn, cả người hắn ta bay ngược về phía sau. Ông cũng là cảnh giới đạo tổ hậu kỳ. Vẻ đùa cợt trên mặt Lục Thiêu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sắc. Mặt nghiêm túc, hèn chỉ dám lớn tiếng với bổn công tử, có điều, gặp phải bổn công tử coi như ông đen đủi rồi. Bổn công tử muốn cho ông biết, cảnh giới đạo tổ hậu kỳ, có chênh lệch như thế nào. Lĩnh vực bá đao, Lục Thiêu gầm lên điên cuồng. Rầm, cảnh sắc không gian xung quanh đột nhiên thay đổi. Hóa thành một ngọn núi đao bán kính hơn 100 mét. Hóa hư thành thực, phép tắc lĩnh vực. Lục Thiêu cười lạnh, lão già nhà ông cũng có chút kiến thức đấy, xem ra người của thế giới bản nguyên cũng không phải toàn là phế vật. Nếu đã biết phép tắc lĩnh vực của bổn công tử, còn không mau quỳ xuống. Trong lĩnh vực bá đao, ta đây chính là vô địch trong đồng cảnh giới đó. Thật không, La Thiên cười khinh thường, tùy ý bắt lấy. Cả hư không cùng dung chuyển, một cỗ sức mạnh vô hình đè ép lao tới. Phát ra âm thanh nghẹt thở. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng xuất hiện. Trong lĩnh vực bá đao, ngọn núi đao được hình thành từ ngàn vạn thần đao nháy mắt sụp đổ, tất cả thần đao đều vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Khoảnh khắc ấy, lĩnh vực bá đao tan vỡ. Phụt, phép tắc lĩnh vực bị phá bỏ, Lục Thiêu cũng bị phản phệ mà phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhếch nhác bay về phía sau, đập mạnh xuống đất. La Thiên tiến lên một bước, năm đó làm gì? Đứng lên, ông... Ông là ai? Ánh mắt Lục Thiêu sợ hãi. Là người giết cậu, giọng nói lạnh lùng của La Thiên vang lên. Sắc mặt Lục Thiêu tràn đầy kinh hãi, cảm giác được một cỗ tử khí đang ập tới, hắn ta nhổ ra một ngụm máu đồng thời niệm quyết. Xương máu ngưng tụ thành một thanh bá đao màu máu, chém một đao về phía La Thiên. La Thiên giơ tay lên nắm lấy, bá đao màu máu vỡ vụn ngay tại chỗ. Nhân lúc La Thiên còn chưa ra tay, Lục Thiêu sớm đã chạy xa ngàn mét. Muốn chạy. Không cảm thấy quá muộn rồi sao? La Thiên tung ra một quyền. Một con rồng đen phá vỡ hư không đuổi theo, hung hãn đập mạnh vào lưng Lục Thiêu. Lục Thiêu đau đớn hét thảm một tiếng, máu tươi phun ra, thân thể giống như sao băng bay thẳng vào phía xa bầu trời. Biến mất trong phạm vi của dị hỏa tông, phòng khách nhà họ Sở. Còn một chuyện nữa, thuyền của chúng ta trên đường đến thế giới bản nguyên gặp phải một cơn bão nước đen, bị hư hỏng, hiện giờ không thể sử dụng được nữa. Bảo Kiếm Phong nhìn năm vị lão tổ nhà họ Sở nói. Bây giờ muốn mượn thuyền gỗ vạn niên dương của nhà họ Sở dùng. Cái này không thành vấn đề, lão tổ của nhà họ Sở gật đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, tiền bối, hồ hỗn độn long chẳng phải luôn yên tĩnh hay sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện bão nước đen? Bảo Kiếm Phong lắc đầu, cái này lão phu cũng không rõ, dòng nước đen này vốn dĩ rất kỳ dị. Nếu không phải chúng khống chế khẽ nứt không gian, không cho chúng đóng lại. Chúng ta làm sao có thể dễ dàng di chuyển như thế được? Một trận bão nước đen mấy vạn năm cũng không chắc xuất hiện một lần, xác suất gặp nó hai lần trong đời người là khá nhỏ. Lão tổ nhà họ Sở lập tức hạ lệnh, người đâu, chuẩn bị thuyền. Đợi Lục Thiêu về, lập tức xuất phát. Sở Y Thủy lập tức lo lắng, lão tổ, đợi một chút. Cháu đã đồng ý với anh Diệp, cho anh ấy mượn thuyền vạn niên dương rồi. Láo xược, lão tổ nhà họ Sở gầm lên,
làm sao có thể so sánh với việc các tiền bối về Luân Hồi Tông được. Cho dù có dùng, thì cũng phải đợi các tiền bối trở về tông môn trước. Nhưng mà, Sở Y Thủy cảm thấy rất ấm ức, lời nói chưa xong, Lục Thiêu đã quay lại. Bảo Kiếm Phong nhìn hắn ta một cái, Lục Thiêu, tình hình sao rồi? Có phát hiện thể hỗn độn không? Sắc mặt cậu sao có chút tái nhợt vậy? Bị thương à? Lục Thiêu vội vã lắc đầu, không có, là do đệ tử đi quá vội vàng, tiêu hoa nhiều thần lực. Hắn cũng không thể nói, mình căn bản không vào được cửa lớn của Dị Hỏa Tông. Thậm chí, còn thua một lão giả của Dị Hỏa Tông. Hắn không cần mặt mũi nữa à? Bảo Kiếm Phong nghĩ ngợi mà gật đầu. Nghĩ cũng đúng, Dị Hỏa Tông sao có thể xuất hiện 7 người có thể hỗn độn chứ? Đi thôi, chúng ta nên trở lại Luân Hồi Tông rồi. Ở một bên khác, Diệp Bắc Minh vừa hướng dẫn các sư tỷ sử dụng thần lực hỗn độn, che đậy đi khí tức của thể hỗn độn. Vừa mới bước ra khỏi mật thất, đại nhân, La Thiên đã đợi ở bên ngoài rất lâu. Diệp Bắc Minh hỏi, vừa rồi là ai đến? La Thiên lắc đầu, không biết. Diệp Bắc Minh cau mày, người đâu rồi? Chạy mất rồi, có lẽ sẽ không quay lại nữa. Diệp Bắc Minh có chút không nói nên lời, có biết thân phận của đối phương không? Không biết, La Thiên vẫn lắc đầu. Ông ấy, Diệp Bắc Minh bất lực. Lúc này, Nha Nha xuất hiện trước mặt, anh Diệp, một chị gái xinh đẹp tên là Hướng Lily muốn gặp anh. Một lát sau, Diệp Bắc Minh nhìn thấy Hướng Lily ở trong phòng khách. Cô ta nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì có chút ngại ngùng, vội vàng đứng dậy, Diệp Bắc Minh, tôi đến xin lỗi thay Y Thủy. Thật xin lỗi, thuyền gỗ vạn niên dương của nhà họ Sở tạm thời không thể cho anh mượn được, một vị trưởng lão của Luân Hồi Tông cần sử dụng nó, thế nên lão tổ nhà họ Sở đem cho người của Tông Môn sử dụng rồi. Nhưng không sao, nhiều nhất là nửa năm, thuyền gỗ vạn niên dương có thể quay lại. Vậy nên, tôi phải đợi nửa năm. Diệp Bắc Minh cau mày. Đúng vậy, Hướng Lily mang vẻ mặt áy náy. Anh Diệp, tôi thay mặt Y Thủy xin lỗi anh. Không cần, cô Y Thủy vốn dĩ không nợ nần tôi cái gì cả, mà là tôi nợ cô ấy. Diệp Bắc Minh lắc đầu nói, để tôi nghĩ cách khác vậy. Anh Diệp, Hướng Lily còn muốn nói gì đó. Đột nhiên, phía sau lên vang lên một âm thanh khác. Anh Bắc Minh. Thuyền gỗ vạn niên dương mà anh cần dùng, Tiên Nhi đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Anh Bắc Minh nếu cần thì bây giờ có thể đi hồ hỗn độn long luôn. Hướng Lily quay đầu lại nhìn, vẻ mặt tràn đầy địch ý, Giang Tiên Nhị, là cô Giang Tiên Nhi cười tươi như hoa bước vào, ánh mắt gợi tình nhìn Diệp Bắc Minh, Sở Y Thủy cũng thật là mưu mô, ôm đùi Luân Hồi Tông rồi còn cố ý trêu đùa anh Bắc Minh. Vừa nói, cô ta vừa nhảy nhót, nắm lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh. Chỉ có Tiên Nhi là tốt nhất. Tiên Nhi mới thương anh Bắc Minh thật lòng. Giang Tiên Nhi, rốt cuộc cô có ý gì? Hướng Lily cau mày. Giang Tiên Nhi lộ ra vẻ mặt của người vô nhầm vào tôi thế. Tô Hướng, tại sao cô lại cứ Giang Tiên Nhi tôi thứ nhất không làm hại người khác, thứ hai không ảnh hưởng đến ai? Tôi chỉ là muốn giúp anh Bắc Minh mà thôi, cho anh ấy mượn thuyền vạn niên dương, tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì? Vừa nói, trong đôi mắt đẹp của Giang Tiên Nhi vậy mà lại có những giọt nước mắt long lanh. Cô ta nhìn Diệp Bắc Minh với dáng vẻ đáng thương mà nói, anh Bắc Minh, anh nói đi. Em rốt cuộc đã sai ở đâu? Khóe miệng Diệp Bắc Minh lộ ra một tia dịu dàng, cô không sai, là cô ấy hiểu lầm cô mà thôi. Cảm ơn anh Bắc Minh đã thấu hiểu. Đôi mắt của Giang Tiên Nhi lóe lên một tia phấn khích, sâu trong đáy mắt hiện lên ý cười đắc ý. Không ai có thể đỡ được mỹ nhân kế của cô ta. Diệp Bắc Minh. Người phụ nữ này có vấn đề rất lớn, Hướng Lily còn chưa nói hết câu thì đã bị Diệp Bắc Minh cắt ngang, cảm ơn lời nhắc nhở của cô Hướng, tôi tự có chừng mực. Sau đó vẫy vẫy tay, người đâu, tiễn khách, Hướng Lily giận đến dậm chân, được, đây là do anh tự lựa chọn. Đến lúc đó chịu thiệt thì đừng trách tôi không cảnh cáo anh trước. Sau đó tức giận xoay người đi, một giây sau, âm thanh của tháp càn khôn chấn ngục vang lên trong đầu, nhóc con, tôi cần nhắc cậu, Giang Tiên Nhi này không hề đơn giản. Mục đích cô ta tiếp cận cậu, không đơn thuần. Diệp Bắc Minh lặng lẽ cười, truyền âm trả lời, tôi đã nhận ra từ lâu rồi, tôi chỉ cần thuyền gỗ vạn niên dương để tới hồ hỗn độn long tìm tin tức của các sư tỷ. Còn về việc cô ta có mục đích gì, tôi không hề quan tâm. Thì ta tên nhóc cậu sớm đã nhìn ra, tháp càn khôn chấn ngục cười châm biếm, có điều, Hướng Lily cô gái này tấm lòng lương thiện, cậu để cô ấy hiểu lầm rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không sao, sau này có cơ hội tôi sẽ giải thích sau. Truyền âm vừa kết thúc, Giang Tiên Nhi đã không thể chờ đợi được nữa, anh Bắc Minh, thuyền gỗ vạn niên dương đi hồ hỗn độn long đang đợi ở lối vào, có cần đi luôn bây giờ không? Diệp Bắc Minh cười như không cười nhìn cô ta, cô rất vội sao? Em,
Đôi mắt đẹp của Giang Tiên Nhi khẽ do rút, vội vàng cười giải thích, em đang lo lắng làm lỡ chuyện của anh Bắc Minh, người ta cũng là lo nghĩ cho anh mà thôi. Chờ tôi một chút, lập tức xuất phát. Diệp Bắc Minh xoay người, quay về mật thất, dặn dò với các sư tỷ vài câu. Lại đi đến trước mặt La Thiên, căn dặn một câu, La Thiên, trong thời gian tôi vắng mặt này, có bất cứ người nào dám ra tay với Dị Hỏa Tông. Giết hết cho tôi, đại nhân, cậu yên tâm, có tôi ở đây sẽ không có ai dám động vào Dị Hỏa Tông dù chỉ một chút, La Thiên quỳ một gối, trịnh trọng trả lời. Diệp Bắc Minh và Giang Tiên Nhi vừa rời khỏi Dị Hỏa Tông. Hướng Lily bên này đã nhận được tin tức. Cái gì, anh ta thật sự đến hồ hỗn độn long rồi, Hướng Lily lo lắng dậm chân. Đồ ngốc này, Giang Tiên Nhi kia nhất định có vấn đề, bất kỳ người đàn ông nào qua lại với cô ta, sau cùng đều biến mất một cách khó hiểu. Gần đây nhất, chính là cái tên Tô Cuồng kia, sau khi rời khỏi nhà họ Giang thì biến mất một cách quái lạ. Trong tay chúng ta không phải có một miếng vạn niên dương sao? Đi, chúng ta qua đó xem L lão giả báo tin bị dọa sốc. Trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, ông ta nuốt một ngụm nước miếng, tiểu thư, cô điên rồi. Hồ hỗn độn long sâu không thể lường được, trong đó gần như tràn ngập. Nước đen, chỉ là một miếng vạn niên dương nhỏ bé mà thôi, cùng lắm chỉ có thể làm thành một chiếc thuyền nhỏ, ngộ nhỡ xảy ra việc gì, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn đó. Sau nửa ngày, Diệp Bắc Minh và Giang Tiên Nhi đi tới một vết nứt không gian dài ngàn mét. Điều quỷ dị là, vết nứt không gian này không có bất kỳ dao động năng lượng nào, giống như bị một sức mạnh thần bí nào đó mở ra. Ở nơi sâu của khe nứt không phải không gian của hư vô. Ngước mắt nhìn chỉ thấy một mặt nước đen không điểm cuối, đen tối như mực, sâu không thấy đáy. Anh Bắc Minh, đây là lối vào của hồ hỗn độn long, hồ này rất lớn, cũng được gọi là hỗn độn hải, hỗn độn chỉ hải. Nó dẫn đến các thế giới khác nhau, nước đen này vô cùng kỳ quái, không có bất kỳ võ giả nào có thể bay trên vùng nước đen này. Và lại còn có một điểm, đó là một khi võ giả bị rơi xuống đây, cho dù là cảnh giới đạo tổ, cũng sẽ không bỏ lên được. Giang Tiên Nhi giới thiệu, sau đó chỉ về một con thuyền lớn màu đen như mực ở phía xa. Con tàu dài khoảng 100 mét, cực kỳ cổ kính. Con tàu này, được làm từ gỗ vạn niên dương. Gỗ vạn niên dương cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ thế giới bản nguyên cũng không tìm được bao nhiêu khúc. Chỉ có dùng loại gỗ này chế tạo ra thuyền, mới có thể đi lại trên mặt nước đen. Ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, bước lên thuyền vạn niên dương. Âm khí cực nặng, giống như con thuyền của tử thần vậy. Anh Bắc Minh, em đưa anh lên tàu xem nhé. Giang Tiên Nhi cười nói. Hai người vừa bước lên thuyền thì bong thuyền liền xuất hiện vài bóng. Người, sao bọn họ cũng ở đây? Người trước mắt, chính là cháu của cửu trưởng lão Vô Cực Tông, Tôn Nhiễm, và chồng cửa cô ta là Nguyên Lập. Con gái của phó tông chủ Lôi Minh Tông, Chu Phù Dung và chồng của cô ta Tiêu Lăng Thiên. Chị họ của Giang Tiên Nhi, Giang Tuyên Nhi và chồng là Vương Lỗi. Trước đó họ đã từng gặp nhau ở Lầu Thiên Kiêu. Sáu người nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì nở nụ cười nói, anh Diệp, nghe nói anh có việc cần đi hồ hỗn độn long, thế nên chúng tôi đặc biệt tới giúp anh đây. Anh Diệp, lần trước là tôi không đúng, xin lỗi anh. Giang Tuyên Nhi cười khẽ, cho Diệp Bắc Minh đủ thể diện. Giang Tiên Nhi lộ ra vẻ mặt đáng thương, anh Bắc Minh, bọn họ đều là bạn tốt của em, anh đại nhân đại lược. Đừng chấp nhặt với bọn họ được không? Bược, Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu. Đi thôi, anh Bắc Minh, em đã chuẩn bị xong yến tiệc, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Giang Tiên Nhi hạ lệnh cho thuyền xuất phát, kéo tay Diệp Bắc Minh đi vào bên trong thuyền. Bên ngoài thuyền vạn niên dương một màu đen tuyền nhưng bên trong lại hoa lệ nguy nga, chế tạo giống như một cung điện vậy. Một bàn thức ăn, rực rỡ đủ loại. Giang Tiên Nhi ngồi bên cạnh Diệp Bắc Minh, thân thể yêu kiều nép sát vào. Người anh, rót một ly rượu, chúng ta cùng chúc anh Bắc Minh một ly nào, sau này mọi người đều là bạn. Tôn Nhiễm, Nguyên Lập, Chu Phù Dung, Tiêu Lăng Thiên, Giang Tuyên Nhi, Vương Lỗi. Sáu người đồng thời nâng ly, trên môi nở nụ cười thân thiện. Diệp Bắc Minh cảm thấy thật buồn cười, anh muốn xem, những người này rốt cuộc muốn làm gì. Trong giấy phút anh nâng cốc lên, hàn ý lóe lên trong mắt, hóa công tán, không mùi không vị. Đáng tiếc là, các người không biết tôi có y thuật kinh thiên động địa. Càng không biết thân thể tôi bách độc bất xâm. Anh Bắc Minh, anh uống đi. Vẻ mặt Giang Tiên Nhi mong chờ. Diệp Bắc Minh cười nói, được. Cầm lấy ly rượu hóa công tán, một hơi uống cạn. Trong mắt Giang Tiên Nhi và sáu người kia xẹt qua một tia cười đắc ý. Tốt, anh Diệp tửu lượng cao. Tôn Nhiễm khen ngợi một câu, tôi kính anh Diệp một ly nữa. Giang Tiên Nhi lại rót đầy ly. Diệp Bắc Minh vẫn như cũ, một hơi uống hết.
Rượu qua 3 tuần, Giang Tuyên Nhi đột nhiên cười phá lên, Tiên Nhi, chỉ thấy thằng nhóc này ăn uống cũng khá rồi đấy, rốt cuộc lúc nào mới ra tay đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Tiên Nhi lộ ra nụ cười mê hoặc, chị họ, đừng vội chứ. Anh Bắc Minh đang đắm chìm trong hạnh phúc, để anh ấy thoải mái thêm một chút nữa không được à? Tại sao lại muốn phá vỡ giấc mộng đẹp của anh ấy sớm như vậy? Diệp Bắc Minh đặt ly rượu xuống, các người có ý gì? Ha ha ha, mấy người nhìn không được mà cười lớn. Khuôn mặt Giang Tuyên Nhi lộ ra một nụ cười mỉa mai, Diệp Bắc Minh, anh tưởng rằng Giang Tiên Nhi thật sự thích anh sao? Chết đến nơi rồi mà còn không biết, anh cũng không tiểu một bãi rồi tự soi mình trong đó đi, Tiên Nhi dựa vào cái gì mà thích anh? Giang Tiên Nhi che miệng cười lạnh, đôi mắt đẹp hiện lên một tia đùa cợt, Diệp Bắc Minh, ngạc nhiên, bất ngờ, căm phẫn không? Tôi thực sự có hứng thú với anh, nhưng chỉ một chút thôi. Cho anh một cơ hội, giao công pháp luyện thể ra đây, tôi sẽ cân nhắc cho. Anh một cái chết tử tế. Hai, Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, sống, không phải rất tốt sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền hết tập 114.